Trên tay mình đang là một cái túi đeo chéo EDC của Việt Nam sản xuất nhé. Có mã là CT5 với dung tích là 5 lít, với kích thước là 26 x 13 x 10 cm và có trọng lượng là 250 g. Đây là một cái túi rất là nhỏ gọn và cũng đủ lớn để mà mình chứa được rất là nhiều đồ nhé. Khóa kéo hai chiều YKK, mình hay gọi là Y2K ấy, đến từ thương hiệu cao cấp của Nhật Bản. Cái khóa này thì cực bền xịn ở mặt trước này, để cho mình có thể mua thêm những cái tấm pách nhé. Tấm pách hình thù mà theo cái sở thích cá nhân ấy, mình dán vào đây này. Các bạn có thể mua thêm để trang trí cho cái túi này nó đẹp hơn nhé. Chất liệu thì là bằng vải Corona 500D. Đây là một cái chất liệu để mà các bạn dùng là khi mà đi outdoor, đi phượt, đi dã ngoại trekking, chống mài mòn, rất là bền và chắc chắn. Còn ở trong ấy, mình thích cái màu sắc ở trong này. Cái màu sắc này làm cho mình lấy đồ nó dễ hơn, nó sáng hơn, nó không bị tối. Và cái chất liệu này là bằng bằng vải ly lông. Vải ly lông này chống thấm nước. Trong cái túi của mình nhé, có rất nhiều các cái đồ ở trong này này. Camera của DJI Action 2 này. Đây là một cái điện thoại này. Bật lửa này. Một cái đèn pin này. Tiếp tục một cái đèn pin này. Đây là một cái đèn pin gài mũ nhá. Để cho những ai không biết này. Đèn pin gài mũ này. Đó, rất tiện. Nó giống như kiểu một cái đèn giống như cái đèn đội đầu ấy, nhưng mà cái này là gài mũ này. Để phục vụ cho các bạn khi mà đi buổi tối mà rảnh tay câu cá nữa, rất là tiện. Một cái đèn nữa này, trong này có một cái còi, một cái còi mà khi các bạn đi rừng ấy, các bạn muốn tìm đồng đội nhưng mà các bạn đi lạc đường ấy, thì đây là một cái còi còi khẩn cấp. Một con dao bấm này, một con micro không dây của DJI, cái gậy selfie kiêm tripod này. Đó. Người thứ nhất, cái ngăn này rất hay nhé. Tiếp tục này, vẫn là cái ngăn này này, các bạn thấy nhé. Đây cái ngăn này này, có các cái dây cài này. Đó, các cái dây cài này để mình cài những cái thiết bị mà có cái móc treo như con dao này. Đó, mình sẽ cài vào đây. Đây mình sẽ cài vào đây này. Những cái điểm mà mình không thích ở cái dây cài này này thì là nó bằng chung co giãn nhé. Mình không thích cái chung co giãn này bởi vì mình cảm giác là một thời gian sau nó sẽ bị giãn ra ấy. Như cái này mình có thể tháo ra được này. Đó, tháo ra được cái túi này mình có thể để vài đồ như kiểu là mình để những cái thiết bị y tế này. Bên cạnh đó là một cái ngăn có túi lưới này. Thì mình có thể để một vài đồ, mình để cái passport này, USB này, và cái dây sạc. Đoạn ngăn thứ hai, khá nhiều đồ đấy. Ngăn này, đây, mình để một cái túi dụng cụ đựng đồ y tế này, khá nhiều đồ này. Thực tế là mình có thể không dùng cái túi này mà mình để luôn trong túi này cũng được này. Đó, cái túi mà mình vừa gỡ ở đây ra đấy. Sạc dự phòng, ví, một con camera Insta 360, một cái pin đa năng, kiềm đa năng, có rất nhiều các cái túi này để mình để những cái đồ nhỏ đây này. Cái túi này, này nhá, đầu tiên là ngăn này này, dán vào rất nhanh này. Đó, cái túi này mình có thích mình có thể chuyển sang ngăn này. Đó, mình có thể chuyển sang hai ngăn. Biết sao là nó phù hợp với cái nhu cầu này. Rất là dính nhá, rất là chắc chắn. Để thêm một cái ngăn ngoài cùng nhé. Đây là một cái túi rất là nhiều ngăn này. Đây, ngăn ngoài cùng này thậm chí mình còn chưa để cái gì luôn. Và ra mình có thể để thêm những cái quyển sổ. Và đây nó cũng có những cái dây này, những cái dây đai này để mình gài đồ này. Nhưng mà lại bằng chun nhá. Bằng cái dây có giãn này, mình không thích cái dây có giãn này lắm. Và một cái ngăn ngoài cùng là có một cái móc này để treo chìa khóa này, khá là tiện này. Cái túi đeo chéo này thì mình mua với giá là 950.000. Một cái điểm mình vô cùng thích của cái túi đeo chéo này, ở cái đáy của túi này, mình có thể để một chai nước, có một cái đai co giãn này, mình có thể nới lỏng ra hoặc là siết chặt vào, khá là thú vị. Các bạn có thể để một cái bình nước ở đây này, sau đó là các bạn cài cái này vào,
thao tác rất nhanh nhé. Đó. Mình cũng có thể nhét một cái ô vào đây để khi mà đi trời mưa, hoặc là mình để một chai nước này, xong mình có thể để thêm một cái ô vào đây nữa cũng được. Thì mình nới lỏng cái dây này ra, hoặc là mình để những cái gậy selfie, những cái tripod nhỏ, tripod mini, mình có thể để đây, cho mình gài cái dây này vào. Đấy, cái dây này khi mà mình tháo ra nhé, thì nó dài như này nữa cơ mà, nó rất là dài nhé. Thì mình có thể để cái này nó dài dài nữa ra để mình gài thêm những cái phụ kiện mình muốn mang theo mà mình muốn thao tác nhanh. Đây nó có cái, nó có cái này hay này. Đấy, để mình có thể gập gọn vào này. Đấy, mình không muốn nó dài quá ấy. Mình muốn ngắn là mình muốn gập gọn là mình chỉ việc cài này là xong. Cái vải ở ngoài này nhá, thì mình thấy là nó cũng có tác dụng chống thấm nước nhẹ đấy, nước nó trôi đi rất nhanh này. Đó. Để cho mình có thể đi vào những cái hôm trời mưa nhẹ thôi. Chứ nếu mà trời mưa to là hoặc là các bạn ngâm dưới nước ấy thì là nó sẽ thấm nước bình thường nhá. Còn ví dụ trời mưa nhẹ để các bạn có thể tìm được một cái nơi trú nhanh nhất ấy, thì cái này nó cũng có thể là có tác dụng là chống thấm nước nhẹ. Còn cái lưng của cái túi này này thì nó có cái tấm lưới xốp rất là dày, rất rất là êm, khi mà mình cho nhiều đồ ấy, cho nhiều đồ nặng, khi mà mình di chuyển nó va đập nó không không làm cho mình bị đau. Đây dây dây đeo đây. Dây rất là to nhá, khi mà cho vào vai thì nó không bị đau vai. Ngoài ra còn có một cái ở trên nó có một cái tay xách để mình xách đồ như này. Rất tiện, rồi mình có thể đeo đằng trước này. Đó. Đeo đằng sau. Nó có bốn cái treo này. 1 2 3 4. Đấy, mình có thể đeo theo kiểu này cũng được. Đây, mình ấn này ra. Gỡ này ra là xong này. Đấy, mình chuyển sang bên này đi. Nó có nhiều kiểu đeo nhé. Nhìn cũng rất là thời trang. Đây là kiểu đeo ở hông này. Đấy, các bạn có thể đeo ở hông như này. Hoặc là đeo ở hông ra, đeo đằng sau như này. Được. Cái dây này thì kéo nó hơi khó nhá, nhưng mà được cái rất là chắc chắn. Cái dây này mình cảm giác rất là chắc chắn nhá. Nhưng mà khi mà thao tác rút ra rút vào thì nó hơi khó. Ở cái phần của dây đeo nó không có cái nó không có một cái tấm tấm mút như kiểu này này. Để mình đỡ đau vai hơn. Giá như có một cái lớp đệm ở cái dây này thì sẽ tốt hơn. Với lại nhiều cái ba lô cao cấp ấy, bây giờ ấy, nó có các cái cơ chế như kiểu là thao tác nhanh mở nhanh ấy, bằng từ tính bằng nam châm thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà mình nghĩ là với cái giá này thì như này đã là tốt lắm rồi. Với lại cái phần móc này này, khi mình tháo ra ấy, nó cũng hơi cứng, hơi khó thao tác. Nhưng mà mình nghĩ là đây là cũng chỉ là một cái nhược điểm nhỏ nhỏ thôi. Tóm lại thì đây là một cái túi đa năng phù hợp với gần như là đáp ứng mọi nhu cầu của các bạn, với kích thước là đủ lớn nhưng mà cũng không quá to. Và khi mà mình bỏ hết đồ ra ấy, thì mình thích ở cái túi này này, là nó không, nó vẫn giữ được cái form dáng ấy. Khi mà các bạn để ít đồ hay nhiều đồ thì cái form của nó rất là đẹp nhé. Nó không bị méo mó, nó không bị kiểu mất cái form dáng ấy. Nhìn thời trang ấy chứ. Thực ra cái túi này nó có nhiều màu. Mình nhớ thì đâu đó có cả màu đen này và một cái màu cũng kiểu như này nhưng mà màu nó xanh hơn. Nhìn bạn đeo cái túi này ra đường thì ngầu đấy. Khá là ngầu. Mình có thể để thêm một cái iPad mini ở trong này này. Nhưng mình cũng hay sử dụng cái túi này. Mình thấy khá là tiện. Chỉ có một cái vài nhược điểm mình không thích lắm ở cái túi này là các cái đai kết nối này bằng chất liệu co giãn thì một thời gian sau nó sẽ bị giãn ra thôi. Giá như mà dùng bằng cái chất liệu vải như này thì mình sẽ thích hơn nhiều đấy. Nhưng mà nói vậy thôi chứ cũng bền lắm. Các bạn có thể gài thẳng vào đây cơ mà. Đây này. Ở trên thì nó là cái chung co giãn này nhé. Mà dưới này nó cũng có các cái ngăn khác, bạn có thể cài vào đây hoặc nhét trực tiếp vào đây cũng được. Sau này mà cái này nó hỏng thì các bạn cắt bỏ đi cũng được. Cũng không ảnh hưởng là các bạn cắt bỏ đi thì cũng không ảnh hưởng lắm đến cái việc chứa đồ của các bạn. Đấy, một điểm không thích nữa thì mình không thích cái đai này lắm. Mặc dù nó to, mà to đấy. Thế nhưng mà nó lại không có cái tấm đệm mút ở đây để mà mình giảm chấn động để mình bảo vệ cái vai tốt hơn. Nếu mà các bạn mà cho nhiều đồ mà đeo một thời gian dài là cũng khá là mỏi vai đấy nhá. Thì nếu mà các bạn thấy mỏi vai thì các bạn lại đeo lại các bạn lại có bốn cái điểm này này. Các bạn có thể chuyển để mình đeo trước ngực, đeo hông cũng được. Đấy, khi mà mỏi vai hoặc là mình xách. Cái này mà phù hợp với các bạn mà đi xe máy này, khá là tiện này. Mình để đồ ở đằng trước, mình rất thích để đồ trước này. Mình lấy ra nó nhanh. Mình không phải kéo đằng sau, mình không phải tìm. Cứ đằng trước này mình rút đồ nhanh lắm. Và nó có nhiều ngăn. Rất là hay là có nhiều ngăn để mình có thể để được những cái vật nhỏ hoặc là mình quy hoạch đến những cái vật dụng mà mình hay sử dụng nhất hàng ngày. Mình để đâu ấy? Mình để một thời gian sau mình lấy quen tay. Ngăn nào ngăn đấy nó ngăn nắp. Nó quy hoạch rõ ràng. Với nếu mà các bạn đi bộ chẳng hạn, đi bộ, đi chơi thì nó có cái ngăn ngoài để mình để bình nước. Rất là tiện. Thậm chí bạn có thể để bình nước đây nhá. Xong là đây này có một cái đai này này. Đây cái đai này là mình thích cái đai này này. Nó không có giãn ấy. Đấy, các bạn để một bình nước đây. Sau đó các bạn để thêm cái ổ đây nếu mà đi trời mưa. Tiện. Tiện lắm. Đây nó có hai ngăn luôn chứ không phải một ngăn nhé. Một ngăn này. Hai ngăn này. Thêm một cái lớp ngoài nữa để mình có thể để những cái gậy
Vậy selfie là cái tripod. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.